Có thể nói, năng lượng chính là đơn vị tiền tệ cơ bản của vũ trụ và là thước đo sự phát triển của một nền văn minh. Theo thang Kardashev, mức độ phát triển này gắn liền với khả năng khai thác, sử dụng năng lượng của nền văn minh đó và được chia thành 3 cấp độ như sau. Nền văn minh cấp 1 có thể sử dụng được toàn bộ nguồn năng lượng trên hành tinh mẹ. Nền văn minh cấp 2 có thể sử dụng được toàn bộ nguồn năng lượng của ngôi sao nó đang sống. Nền văn minh cấp 3 có thể sử dụng được toàn bộ nguồn năng lượng của cả một thiên hà. Có thể thấy, loài người trên trái đất vẫn còn chưa đạt được nền văn minh cấp 1. Tạm thời bỏ qua cấp độ 1 thì chúng ta cần những kỹ thuật, công nghệ cao cấp thế nào để tiến lên được ngưỡng cửa nền văn minh cấp 2, khai thác toàn bộ năng lượng của mặt trời? Câu trả lời đơn giản nhất nằm ở một ý tưởng giả thiết về một siêu kiến trúc mang tên khối cầu Dyson. Cấu trúc tối thượng này được sinh ra để giải thích làm thế nào một nền văn minh vũ trụ sẽ đáp ứng được nhu cầu về năng lượng khi chúng vượt quá khả năng đáp ứng của tài nguyên sẵn có trên hành tinh mẹ. Được phổ biến bởi Freeman Dyson vào năm 1960, với sự phát triển không ngừng của nền văn minh nhân loại, một nguồn cung cấp năng lượng dồi dào và bền vững sẽ là nhu cầu không thể thiếu đối với chúng ta, và khối cầu Dyson chính là ý tưởng hàng đầu cho vấn đề này. Ý tưởng này bao gồm việc xây dựng một siêu kiến trúc bao quanh toàn bộ một ngôi sao và hấp thụ gần như hoàn toàn năng lượng mà nó bức xạ. Mỗi giây có hơn 4 triệu tấn vật chất trong lõi mặt trời được tổng hợp thành năng lượng. Do đó, với việc xây dựng được một khối cầu Dyson tại mặt trời, chúng ta hoàn toàn có dư năng lượng cho tất cả các dự án khoa học, nghiên cứu và khám phá trong hàng thiên niên kỷ tiếp theo, và hơn thế nữa. Có thể, các bạn chưa biết, mỗi năm nhân loại trên trái đất tiêu thụ khoảng trên 500 tỷ terajoule, trong đó lượng năng lượng từ tài nguyên có sẵn trên trái đất như hóa thạch, than đá, dầu mỏ, khí đốt, v.v. chiếm tới 80%. Cũng trong một năm đó, mặt trời cung cấp cho trái đất khoảng 3.700 tỷ terajoule dưới dạng ánh sáng mặt trời, gấp trên 7 lần mức tiêu thụ hiện tại của con người. Và 3.700 tỷ terajoule đó chỉ là khoảng 0,00000001% lượng năng lượng tỏa ra từ ngôi sao này. Vì vậy, giả thuyết quả cầu năng lượng Dyson được xây dựng cũng nhằm làm mục tiêu cho chính nhân loại trong tương lai, rằng có thể tới một thời điểm nào đó, chúng ta sẽ hoặc bắt buộc phải có cho mình ít nhất là một cấu trúc như vậy để đáp ứng nhu cầu về năng lượng của hàng tỷ người khi mà nguồn tài nguyên tại trái đất đang dần cạn kiệt. Vậy làm thế nào với công nghệ, khoa học kỹ thuật hiện tại của trái đất, chúng ta có thể xây dựng một siêu cấu trúc như thế tại hệ mặt trời này? Một công trình với kích thước bằng cả một ngôi sao, một công trình hoang đường nhất mà chúng ta có thể nghĩ ra. Chớ trêu thay, các nhà khoa học cho rằng nguồn năng lượng cần để xây dựng một khối cầu Dyson chính là một khối cầu Dyson. Bên cạnh đó, để có một khối cầu bao quanh một ngôi sao, chúng ta cần một loại vật liệu siêu bền vững, thứ có thể chịu được áp lực nhiệt độ cũng như áp lực của chính nó. Như chúng ta đều biết, vật liệu cứng nhất trên trái đất là graphene hay kim cương, nhưng chi phí để xây dựng nên một quả cầu graphene hay quả cầu kim cương với đường kính lên tới hàng triệu km sẽ là một núi tiền siêu khổng lồ. Và ngay cả khi chúng ta bằng cách nào đó có thể xây dựng nên cấu trúc khổng lồ đó, thì khối cầu này cũng giống như một quả bóng bay lơ lửng giữa vũ trụ và có thể bị đe dọa từ các thiên thạch hoặc sao chổi. Tuy vậy, từ những cái khó đó, các nhà khoa học đã đưa ra phương án khả thi và đơn giản nhất, đó là một chiếc nhóm Dyson. Đây là giả thuyết về một cấu trúc bao gồm hàng triệu những tấm Dyson nhỏ với đường kính dưới 1 km kết nối với nhau và được lập trình một quỹ đạo cố định quanh ngôi sao. Theo đó, các tấm Dyson nhỏ sẽ dễ xây dựng hơn, tiết kiệm nguyên vật liệu và dễ bảo trì hơn, giảm thiểu rủi ro khi bảo trì hơn. Chúng ta đều biết, mặt trời rất lớn nên chúng ta cần tới hàng triệu những tấm Dyson nhỏ. Cụ thể, nếu mỗi tấm rộng 1 km vuông, chúng ta sẽ cần tới 3 triệu tỷ tấm để bao bọc được hết mặt trời. Hàng tỷ tỷ tấn vật liệu sẽ phải cần đến, chưa kể năng lượng để đưa chúng đến quỹ đạo mặt trời. Chúng ta sẽ cần một cơ sở hạ tầng cố định gần mặt trời và có đủ nguyên liệu để tiến hành quá trình xây dựng lâu dài. Và với vị trí gần mặt trời nhất, trọng lực chỉ bằng 1/3 trái đất, cộng với nguồn kim loại dồi dào, sao thủy sẽ là lựa chọn tối ưu nhất với việc giả sử rằng trong tương lai xa, chúng ta đã có công nghệ chế tạo hợp kim chịu nhiệt, chống ăn mòn cao.
Cơ sở hạ tầng tự động trên sao Thủy sẽ bao gồm 3 nhiệm vụ chính: khai thác năng lượng mặt trời trên sao Thủy để vận hành cơ sở, khai thác kim loại và nguyên liệu từ sao Thủy để chế tạo các tấm Dyson và vận chuyển các tấm này đến quỹ đạo mặt trời. Việc vận chuyển ban đầu sẽ rất khó khăn và chúng ta khó có thể dùng tên lửa đẩy vì rất tốn kém và khó tái sử dụng. Thay vào đó, ta có thể sử dụng một đường dây điện từ tạo gia tốc để bắn các tấm vào quỹ đạo. Những lần vận chuyển ban đầu sẽ cần nhiều năng lượng dự trữ, nhưng càng về sau sẽ dễ dàng hơn khi đã có nhiều tấm Dyson bao quanh quỹ đạo mặt trời, điều hướng ánh sáng năng lượng về căn cứ trên sao Thủy. Việc xây dựng nhờ đó có thể diễn ra nhanh chóng hơn rất nhiều. Như đã đề cập trong phần đầu của video, thì theo thang đo Kardashev, hiện tại nhân loại đang ở nền văn minh tiệm cận loại 1. Điều đó có nghĩa là chỉ trong vòng vài trăm năm tới, con người sẽ khai thác toàn bộ năng lượng hiện hữu trên trái đất. Và nếu chúng ta không thể đột phá trong công cuộc xây dựng một siêu cấu trúc như Dyson, thì chúng ta sẽ khó để tồn tại trên hành tinh xanh lúc mà có thể nó đã không còn xanh nữa. Ngay cả khi chúng ta có chỉ 1% năng lượng bức xạ từ mặt trời, đó đã là một con số vô cùng khủng khiếp. Và do đó, khối cầu Dyson sẽ là một bước tiến, một cột mốc rất lớn cho toàn bộ nền văn minh của loài người. Về cơ bản, chúng ta sẽ có một nguồn năng lượng vô hạn để thoải mái thực hiện mọi dự án trong hệ mặt trời. Chúng ta sẽ vĩnh viễn không còn phải lệ thuộc vào nguồn năng lượng hóa thạch ô nhiễm và đang dần cạn kiệt hay năng lượng hạt nhân đầy rủi ro. Con người có thể hiện thực hóa giấc mơ khai phá vũ trụ, thiết lập thuộc địa ở các hành tinh khác, tạo thêm những siêu kiến trúc mới, hay thậm chí là du hành qua những hệ sao khác là hoàn toàn có thể. Vấn đề lớn nhất lúc này là một nguồn lực đầu tư khổng lồ và chắc chắn sẽ không đến từ chỉ một vài quốc gia mà là toàn bộ nhân loại. Loài người sẽ phải gạt bỏ mâu thuẫn và lợi ích trước mắt trên hành tinh nhỏ bé này, chung tay lại, chúng ta chắc chắn sẽ bước xa hơn nữa trong công cuộc chinh phục vũ trụ bao la rộng lớn này